Những em chân dài đã làm đủ các bác say đắm chưa ạ? Và hôm nay em mang tới cho các bác những chất âm hay, những giai điệu ngọt ngào của bản gai huyền thoại Calylon, một bản nhạc mà luôn được các bác yêu thích và muốn sưu tầm. Và hai chiếc ô đô hôm nay em muốn giao lưu và giới thiệu tới các bác đây là thuộc đời ô đô 3610 và được bên em trực tiếp lên từ ô đô 368 zin nguyên bản các bác nhé. Và hai chiếc ô đô 3610 này với hai cái dáng thùng khác nhau. Bên trước bên tay trái màn hình của các bác là một chiếc ô đô 36 với một dáng thùng rẻ quạt, mặt số nổi chân cài, mạ chrome các bác nhé. Và chủ đạo hôm nay em xin giới thiệu tới các bác là chiếc ô đô 3610 với một cái dáng thùng râu mực, bộ mặt số nổi chân cài diện đồng vàng rất là rực rỡ. Và em đề với mã số là D81. Và kích thước chiều dài của nó là 70 và rộng 40 các bác nhé. Một hai dáng thùng ô đô 36 rất là đẹp và sang trọng các bác ạ. Và giá cả em đưa lên giao lưu tới các bác cực kỳ là hợp lý và phải đảm bảo cái chất lượng cho các bác để các bác luôn yên tâm có thể sở hữu chơi những chiếc ô đô 3610 hàng bình dân này. Và em xin giao lưu tới các bác với giá là 27 triệu các bác nhé. Và các bác quan tâm thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên em qua số máy 0355 005 943 và cũng là số Zalo bên em. Và chủ đạo hôm nay thì em xin giới thiệu về chiếc ô đô 3610 với cái dáng thùng râu mực và em sẽ tiến hành đi sát vào chiếc ô đô 3610 đây với một cái dáng thùng râu mực và một cái màu sắc của nó cực kỳ là đẹp và sang trọng. Và được các nghệ nhân cũng chạm đục những cái họa tiết hoa văn rất là sắc nét đây các bác nhé. Rất là đẹp và cái đường vân gỗ của nó nổi bật lên. Bên dưới là kính nào, ai em xin lỗi, kính râu mực rất là đẹp và có chuyện o đo đây các bác nhé. Và có đầy đủ cả tay nắm cho các bác. Bên trên là một bộ mặt số nổi chân cài diện đồng vàng rất là rực rỡ. Vâng, và em sẽ tiến hành đi vào bên trong cho các bác cùng cảm nhận và ngắm nhìn một chiếc thùng chất liệu bằng gỗ thịt và đóng rất là chắc chắn và nịt nạm. Nó có đầy đủ cả hai bên chống tường đây các bác nhé. Và một quả lắp vàng ươm sáng bóng. Bên trên là bộ mặt số nổi chân cài diện đồng vàng rất là rực rỡ các bác ạ. Và em sẽ không để các bác chờ lâu, em sẽ tiến hành đi vào test luôn hai cái bản nhạc. Em mời các bác cùng thính âm. Chất âm hai bản nhạc rất là ngọt ngào và
vang vọng của những bản gai huyền thoại, mà nó là đỉnh cao của dòng Udo 36 các bác nhé. Và em sẽ tiến hành rút máy ra cho các bác đây. Vâng, và những bộ máy bên em tuyển chọn thì nó rất là kỹ lưỡng rồi. Và em cũng xin giới thiệu tới các bác, từ những bộ gông này cũng là chính tay bên em cắt tông và chỉnh âm các bác nhé. Bên em luôn tuyển chọn những cái bộ âm gông chất âm hay để cùng giao lưu tới các bác. Và những bác nào mà muốn cần đổi thay thế những bộ gông nhà mình nó đã bị mất âm rồi thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên em nhé. Và những bác nào có bộ gông mà nó đã bị mất âm mà muốn chỉnh sửa thì bên em cũng nhận chỉnh sửa gông cho các bác nhé. Vâng, các bác cùng ngắm nhìn cho em những cái bộ mặt bên em tuyển chọn. Và các bác lưu ý cho bên em, từ những bộ mặt này bên em cũng khác hoàn toàn ở trên thị trường các bác ạ. Bộ mặt cao cấp nhất từ những cái nền mặt cho những bộ số nổi chân cài diện đồng vàng các bác nhé. Vâng, và đi kèm bên trong là chuẩn máy Odo 36 các bác ạ. Và bộ máy còn đẹp, chắc máy, không có chút gì tu dột. Và các bác cùng nhìn những cái dàn vồ bên em uốn. Từ những cái gọng vồ này cũng là còn zin nguyên đây nè. Và những cái dàn vồ này đúng như tay luôn. Và những từ bánh răng ổ cót, và các bác cùng nhìn cho em từ những quả lô gai cho đến ổ cót đây, đều màu nhau các bác nhé. Và từ những quả lô gai này bên em cũng tuyển chọn kỹ lưỡng cao cấp nhất, và nó đánh ngọt ngào cho các bác từ những cái gạt bài rất là nhẹ nhàng các bác nhé. Gạt bài rất là ngọt ngào và nhẹ nhàng. Và với cái kỹ thuật thì em luôn cam kết đảm bảo tới các bác. Và với cái kinh nghiệm lâu năm rồi thì em luôn mang tới cho các bác những cái chất âm hay và những bộ máy nó phải chạy hoạt động ổn định các bác nhé. Và trong thời gian qua thì cũng được rất nhiều các bác luôn quan tâm và ủng hộ kênh Đồng Hồ Cổ Giang Hằng bên em. Em xin cố gắng mỗi ngày để đưa lên giao lưu và mang tới cho các bác những chiếc đồng hồ mà với cái chất âm hay và bộ máy chạy ổn định các bác ạ. Và giá cả thì bên em luôn đưa lên đảm bảo cái chất lượng cho các bác. Vâng. Và những bác nào mà quan tâm đến những chiếc Odo 36 với hai cái dáng thùng khác nhau thì các bác có thể liên hệ trực tiếp cho bên em hoặc inbox qua số Zalo, em có thể gửi chi tiết đầy đủ cho các bác nhé. Vâng, em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác.